Diễm Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Kênh thông tin tổng hợp những nội dung mới nhất, nóng nhất, đáng chú ý nhất diễn ra ở trong nước và quốc tế, cùng với đó là cập nhật những tình hình biến động chính trị xã hội rất quan trọng. Nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vào bản tin chi tiết nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Bão số 1 giật cấp 15, cảnh báo mưa lớn tại miền Bắc từ chiều tối mai. Bão số 1 vẫn tiếp tục mạnh lên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14-15. Dự báo trong 12 giờ tới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 240 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/giờ, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118-133 km/giờ, giật cấp 15. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông. Trên đất liền, phía Bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc cách Quảng Ninh khoảng 230 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89-117 km/giờ, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo thời điểm sáng ngày kia, bão số 1 chỉ cách đất liền Quảng Ninh 140 km. Mưa lớn trên đất liền do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bắt đầu từ chiều tối ngày 2 tháng 7. Đỉnh điểm của mưa bão sẽ tập trung vào những ngày tới ở miền Bắc. Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển của đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp chiều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây bão số 1 nên từ chiều tối và đêm mai, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Trong 3 ngày tới, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu vực Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7, ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to. Bão số 1 hình thành từ vùng áp thấp trên đảo Luzon, Philippines, sau đó di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão số 1 trong sáng qua. Cường độ bão số 1 tăng rất nhanh từ chiều qua, trở thành cơn bão mạnh với vùng ảnh hưởng bao trùm một khu vực rất rộng lớn, trong đó có miền Bắc và một phần Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Bắn pháo hiệu hướng dẫn tàu thuyền vào trú nơi an toàn tránh bão số 1. Phát biểu tại cuộc họp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài nêu rõ, đây là cơn bão đầu mùa lại diễn biến phức tạp nên các bộ ngành địa phương cần theo dõi sát diễn biến tránh lơ là chủ quan. Phó trưởng Ban Trần Quang Hoài đề nghị trên tuyến biển đảo, các đơn vị chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng, các tàu, thuyền biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Các tỉnh, thành phố, khu vực Vịnh Bắc Bộ quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến.
Trong đêm nay, lực lượng biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu để tàu thuyền biết tránh trú vào vị trí an toàn, Phó trưởng ban Trần Quang Hoài nhấn mạnh. Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, cần đảm bảo an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, điểm đê biển sung yếu hoặc đang thi công kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 210 km về phía đông, cách Quảng Ninh khoảng 580 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,0 đến 114,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày kia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách đảo Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Bắc, cách Cao Bằng khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Gần 1.000 tàu thuyền ở Thái Bình đã vào nơi neo đậu tránh trú bão số 1. Tính đến 8 giờ sáng nay, tỉnh Thái Bình đã có nhiều biện pháp tích cực để liên lạc, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển, trên sông di chuyển đến nơi an toàn trước khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến sáng nay trên địa bàn có tổng số 1.120 tàu thuyền với 3.309 lao động làm ăn trên biển. Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm. Hiện đã có 919 phương tiện và 2.617 lao động vào neo đậu tại các bến tránh trú trong tỉnh. Có 46 phương tiện với 248 lao động hoạt động ở ngoài tỉnh cũng đang di chuyển đến an toàn. Toàn tỉnh có 1.159 chòi canh với 1.193 lao động canh coi trên bãi ngao, 1.159 đầm với 1.636 lao động nuôi trồng thủy sản, hải sản ven sông, ven biển ở huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà. Tất cả số lao động này đã được các địa phương quản lý chặt chẽ, sẵn sàng di dời lao động trong khu vực nguy hiểm vào đất liền tùy theo diễn biến của bão số 1. Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân dân, đêm qua và sáng nay tại một số nơi trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa. Tỉnh Thái Bình đang tập trung tiêu úng để bảo vệ hơn 1.700 ha lúa mùa đã cấy, hơn 3.100 ha mạ đã gieo và gần 11.000 ha cây màu vụ hè đã trồng. Ở một diễn biến khác, rạng sáng ngày hôm qua tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, sét đã đánh trúng trang trại chăn nuôi lợn có tổng đàn hơn 500 con của ông Nguyễn Ngọc Khôi nằm ngoài cánh đồng. Hậu quả có 14 con lợn trọng lượng từ 90kg đến 120kg chết tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đã có mặt để lập biên bản, kiểm đếm và hoàn tất thủ tục để hỗ trợ thiệt hại theo quy định. Hải Phòng triển khai các biện pháp phòng chống bão số 1. Để chủ động ứng phó với bão số 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện nghiêm công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. Theo đó, các địa phương đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó với bão đã được phê duyệt. Các địa phương đơn vị thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến. Đồng thời, các địa phương đơn vị chủ động điều tiết nước phòng chống ngập úng, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, kiểm tra rà soát hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai, các công trình đang thi công,
các khu nhà cũ, yếu, sẵn sàng thực hiện xử lý các sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng ra soát, sẵn sàng thực hiện phương án đảm bảo tiêu thoát nước khu vực đô thị trong trường hợp xảy ra mưa lớn. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác phòng chống bão tại các khu, cụm công nghiệp quản lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến của bão và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố các nội dung cần chỉ đạo để ứng phó và khắc phục hậu quả của bão. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Mọi ý kiến đóng góp cũng như là quan điểm của quý vị về những thông tin trên, xin mời quý vị để lại dưới phần comment. Còn bây giờ thì chúng tôi đành phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị.